Doraemon là một bộ truyện tranh hiện đại của Nhật Bản. Đây là bộ truyện tranh của tác giả Hiko Fujio, bút danh của Hiroshi Fujimoto sáng tác từ năm 1969 với mục đích ban đầu dành cho lứa tuổi thiếu nhi. Sau đó, bộ truyện được chuyển thể thành phim hoạt hình. Bộ truyện kể về chú mèo máy thông minh tên là Doraemon đến từ thế kỷ 22 để giúp cậu bạn học lớp 4 hậu đậu tên là Nobita. Doraemon đã giành được nhiều giải thưởng truyện tranh của Nhật Bản. Ngày 22 tháng 4 năm 2002, Doraemon đã được tạp chí Time Asia bầu chọn là một trong 22 nhân vật nổi bật của châu Á. Bộ truyện tranh ra mắt lần đầu tiên vào tháng 12 năm 1969.
Theo lời tác giả Yusuke Fujio chia sẻ, thì trong lúc đang bí đề tài cho nhân vật truyện tranh mới, thì ông bỗng thấy con gái của mình đang chơi với một con lệch lệch. Khi đó ông bỗng nảy ra ý tưởng tạo ra nhân vật mới, có hình dáng kết hợp của một con mèo với lệch lệch. Đó chính là hình dáng của nhân vật Doraemon sau này. Từ năm 1974, các câu chuyện nhỏ của Doraemon bắt đầu được tập hợp trong các tập truyện dày. Từ năm 1974 đến năm 1996, đã có tổng cộng 45 tập truyện như vậy ra đời. Năm 1977, tạp chí truyện tranh Kurokuro Comics đã ra đời như một tạp chí chuyên về Doraemon. Năm 2005, Shogakuen đã phát hành chuỗi 5 tập manga với tên Doraemon thêm rồi quân Doraemon với những câu chuyện không có. Trong 45 tập xuất bản gốc, ngay cả sau khi ông Fujimoto qua đời năm 1996, các tập truyện Doraemon dài, phim ngắn và phim dài của Doraemon vẫn tiếp tục được phát hành và tiêu thụ mạnh tại Nhật Bản. Sau Nhật Bản, Doraemon đã được phát hành tại nhiều quốc gia khác trên thế giới và đều trở thành nhân vật truyện tranh được hâm mộ. Kể từ khi ra đời đến nay, Doraemon không chỉ được coi là nhân vật và bộ truyện tranh được yêu thích hàng đầu ở Nhật Bản, nó còn trở thành một biểu tượng văn hóa của đất nước này và được trẻ em nhiều nước trên thế giới yêu thích. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.